Rồi, là tôi xin chào tất cả các anh cần thủ đam mê câu cá từ 10 tổ quốc. Hôm nay tôi lên cho anh em một clip gồm 4 cây cán vợt Nhật Bản, hàng carbon nha anh em. Hàng này có chiều dài tầm 5,4 m đến. Rồi, đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng, chỉ thanh toán nếu hàng lỗi mà không giống clip em lên thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Cây thứ nhất nha mọi người. Một cây cán vợt carbon. Dài 5,4 m nha. Tất cả các ấy đều cắt lóng đều cây hết, không dập bể, hàng carbon nguyên cây. Cây này thì dài 5,4 m, hàng Korea xuất Nhật, hàng carbon rất là đẹp. Nói chung cán vợt thì em mới về chỉ có 4 cây này thôi, cũng không có bán nhiều nên không có biết gì nhiều, nên em biết gì em sẽ giới thiệu cái đó. Đầu ốc thì 11 ly, nặng là 550 g. Nói chung thì carbon thì nó nhẹ rồi, so với đây thôi, carbon rất là đẹp nha anh em. Nói chung thì bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chứ thanh toán nếu hàng lỗi á thì anh em gửi qua cho em đó. Hàng carbon rất là đẹp nha anh em. Rồi, cây thứ nhất giá 500 k, bao ship. Một cây cán vợt carbon dài 5,4 m. Cây này thì không có dây đeo nha anh em. Cây này nặng 550 k, nhẹ nhất trong 3 cây này, 4 cây này. Cây này nhẹ nhất. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 là một cây Ryobi, hàng nội địa Nhật. Cây này đầu ốc cũng là 11 ly, nặng là 700 g nha anh em. Hàng carbon nó để là 5 mét cơ cứng 50 carbon test. Đây là ốc nó đây đó, hàng còn ok nha anh em. Thì anh em cứ kiểm về, anh em tháo ra kiểm tra lỗi hoặc không giống clip em quay thì trả về cho em đó. Hàng carbon rất là đẹp. Nói chung thì cán vợt này thì trong lô nó lẻ được 4 cây thì em lên 4 cây. Nói chung là cây này đẹp xuất sắc. Được cái nó nặng 700 g. Rồi, giá công khai luôn nhanh em, giá công khai cây số 2 vẫn là 500 k bao ship. Đó. Bán nhanh gọn lẹ. Hàng Ruby nội địa Nhật nhanh em, có dây đeo. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 là một cây cần lông, cây cán vợt dài 4 mét cửu, hàng carbon nhanh em đó, 96% carbon. Goza, một cây nội địa Nhật tem đầy đủ. Hàng này thì còn bao, còn dây đeo. Đó, hàng rất là đẹp nha anh em, còn nút luôn. Đó. Đó, ở trong nó bị xước xát đây. Nói chung thì cán vợt bị xước xát này là chuyện bình thường. Đó. Đây, đầu đó bị xước xát thôi, nó đóng ở trong này khá ok nha anh em. Đầu óc vẫn làm đầu óc 11 ly. Cái này 4 mét dài 4 mét 5, đầu óc 11 ly. Hàng khá là ok. Cây này nặng là 630 g. Đầu óc 11 ly. Giá công khai khoảng là 500 k bao ship. Khá đẹp nha anh em. Em đóng ống nước em ship cho anh em luôn. Giá ship cần thì anh em biết nó cũng cao lắm. Lấy ra cho anh em xem. Sơ qua thôi. Đó. Những cán vợt này chiên nha anh em, câu gần câu lục đó. Rồi, tiếp theo là cây cuối cùng, một cây Ryobi nha anh em. Cây cuối cùng là cây Ryobi, làm khá đẹp nha, phôi là phôi Cargo carbon cargo đó, hàng nội địa Nhật nha anh em, tem đầy đủ.
Cái này còn sơn khá ok nha anh em. Để sửa lại. Cái này sơn đồ đạc rất là ok. Còn dây đeo. Cái này hàng dài 5m4, hàng Korea xuất Nhật, nội địa Nhật nha anh em. Hàng Korea xuất nội địa Nhật đây. Mã code đầy đủ. Đó. Carbon caro nha anh em. Đó. Được bao phủ một lớp nhựa khá ok. Hàng Ryobi. Lớp cao su khá ok nha anh em. Bán hàng cho anh em coi. Đây, phôi carbon đây đó. Phôi cargo, phôi này khá là tốt. Bền. Em ạ. Rất là đẹp nha anh em. Rồi, giá công khai cây này là 550k bao ship đó. Chỉ có cây cuối cùng phôi nó đẹp nên giá nó chát một tí thôi, 550k bao ship. Cây này nặng là 650g. Đỏ ốc vẫn là đỏ ốc 11 ly. Đó. Đó là tổng cộng 4 cây cán quạt em lên cho anh em. Clip sau thì em sẽ cố soạn vài cây show lên cho anh em nha. Rồi. Cây cuối này đẹp. Rồi, cảm ơn em nhé.